Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt thuốc thảo dược Hồng Hạnh và kem dưỡng thuốc bắc của Hồng Hạnh là hàng chính hãng nhé. Vì cái sản phẩm thứ nhất đó là thuốc Hồng Hạnh này, thì các bạn thấy cái tông nền của nó sẽ là màu vàng nhé, và nó có chữ Hồng Hạnh nổi này. Các bạn có thể kiểm tra luôn là nó cái chữ Hồng Hạnh này là chữ in nổi nhé, và nó có hai đầu tem màu trắng này, dán niêm phong. Hai đầu tem dán niêm phong, và các bạn để ý ở một góc nó sẽ có ghi giá niêm yết là 680.000 nhá. Cái này là một liệu trình là 3 tháng, nó có giá là 680.000. Và khi mà mở hàng ra thì các bạn sẽ nhận được thứ nhất đó là đây. Các bạn sẽ nhận được thứ nhất đó là một chai thuốc này, nó có nắp màu vàng. Đây. Có nắp màu vàng và nó sẽ kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng, thì các bạn có thể mở ra để đọc qua về thành phần này, về công dụng, về cách dùng. Đấy, nên là các bạn phân biệt ở đây. Và một điểm lưu ý nữa là các bạn kiểm tra ở dưới cái đáy chai này, nó sẽ có chữ Hồng Hạnh in nổi nhá. Đây, các bạn có thể kiểm tra luôn này, nó có chữ Hồng Hạnh in nổi. Và một số điều các bạn phân vân đó là trước đây các bạn xem cái video cách phân biệt thảo dược Hồng Hạnh chính hãng ấy, hay là hàng giả ấy, thì các bạn xem cách đây 1 năm ấy, và hiện so với hiện tại bây giờ thì nó có một số cái thay đổi, nên là các bạn hãy cập nhật để tránh cái tình trạng phân vân nhá. Về cái thứ nhất đó là trước đây nó có một cái tem trắng dán giữa cái nắp chai và thân chai ấy, nhưng mà hiện tại bây giờ bên cô Hồng Hạnh đã không còn cái tem đấy nữa. Nên là các bạn lưu ý là khi nhận hàng, chỉ cần hàng của mình mua ở một số đại lý lớn, hoặc là nên là các bạn yên tâm, cái hàng này nó chưa bị bóc đâu, nó vẫn có cái chốt ấy, có nghĩa là đảm bảo là cái này chưa bị bóc tách nhá. Nó sẽ không còn cái tem trắng nữa. Và cái thứ hai đó là một số bạn mua đầy đủ các tiêu chí rồi, nhưng mà khi mà nhận hàng các bạn thấy cái tem này nó bị rách ấy. Nên là các bạn phân vân không biết là hàng có phải chính hãng không, hay là trong quá trình vận chuyển nó có bị tráo đổi không ấy. Thì mình cũng phân tích luôn như sau. Đối với hàng của mình, nếu mà gửi cho khách ấy, thì các bạn, nếu mà các bạn nhận hàng, các bạn từng mua hàng của mình, thì các bạn thấy là cái quy trình gói hàng của mình là như sau. Thứ nhất là bên trong sẽ là hàng hóa này, và cái thứ hai là bên ngoài sẽ bọc một lớp xốp mút khí nhá, để đảm bảo trong quá trình vận chuyển ấy, là hàng sẽ không bị đổ hoặc là không bị méo hộp ấy. Và cái thứ ba là khi mà mình gói xong này thì mình sẽ gói thêm một lớp bóng giấy bóng đen, và bên ngoài sẽ dán băng dính màu vàng nhé, để đảm bảo hàng của các bạn bị được niêm phong này. Khi mà các bạn nhận hàng ấy, nó sẽ có một tờ niêm phong của bưu điện, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là bên bưu điện người ta sẽ không đổ cháo hàng được cho các bạn ấy. Và cái thứ hai là nếu một số bạn nhận hàng của mình mà có thể là cái tem này nó bị tách này, nó sẽ bị tách một đầu ấy, hoặc là hai đầu. Cái này là xác suất rất là ít nhá, vì thực ra là các bạn thấy là cái hàng của mình gói rất là chắc chắn rồi, nhưng mà cái hộp này ấy, các bạn để ý là cái tem này nó là tem giấy, nó không được dai ấy, nó chỉ là cái tem giấy thôi. Và trong cái quá trình vận chuyển ấy, một ngày mình đi rất là nhiều đơn, và ngay kể cả bưu điện ở Hà Nội ấy, người ta nhập rất là nhiều hàng, nên là trong quá trình vận chuyển ấy, nếu mà nó có va chạm thì cái giấy này nó rất dễ bị tách ra. Nó chỉ bị tách thôi chứ nó không bị rách ấy. Nên là các bạn nếu mà mua phải hàng của mình thì hoàn toàn yên tâm nhé. Vì trong cái quá trình mà các bạn mua hàng thì các bạn có thể kết bạn Facebook hoặc Zalo với mình ấy. Mình có thể còn tư vấn cho các bạn thêm trong cái quá trình điều trị, khi mà các bạn điều trị đẹp thì thôi ấy. Và cái sản phẩm thứ hai đó là các bạn vẫn đang phân vân, đó là kem dưỡng thuốc bắc. Khi mà các bạn nhận kem dưỡng thuốc bắc thì một số bạn hơi e ngại, đó là tại sao mà cái kem dưỡng này nó chỉ là hộp, một hộp màu đỏ này. Thì hiện tại bên hãng thì vẫn đang thiết kế cái bao bì, nên là nếu mà các bạn nhận hàng của mình nhá, thì các bạn yên tâm. Thực ra thì nó như thế này thôi, nhưng mà cái thành phần của nó là 100% là thuốc bắc nhá. Và cái công dụng của nó rất là hiệu quả, đó là các bạn sẽ sử dụng trong cái giai đoạn bong da tái tạo, hoặc là nếu mà da nhạy cảm ấy, các bạn sẽ trị sưng đỏ ngứa rát nhá. Nên là các bạn nên hoàn toàn yên tâm. Nó tuy nó chưa có bao bì nhưng mà cái công dụng của nó rất là hữu ích. Đấy, đây là một bình phân tích qua về cho các bạn khi mà nhận hàng của một số đại lý lớn, hoặc là ngay kể cả của mình ấy, mà hàng nó còn nguyên vẹn thì rất là tốt, nhưng mà xác suất khoảng tầm 5-10% thì cái tem này nó có thể bị rách ấy. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, mình sẽ đảm bảo cho các bạn nhé. Đây là số hàng mình vừa mới nhập ấy, thì các bạn có thể xem qua nhé. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem qua về cái hàng mình vừa mới nhập. Đây.
Mình đang tìm đây. Hiện tại đây là cái số thuốc mà mình vừa nhập ấy, thì để đảm bảo hàng về liên tục thì một tuần mình sẽ nhập hàng một lần nhá, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, hàng về rất là nhiều đấy. Đây là mặt nạ thuốc bắc này, ở phía dưới là tắm trắng nhá, còn đây là thuốc hồng hạnh này, có thể thấy này, hàng về rất là nhiều. Còn đây là thuốc răng miệng nhé các bạn nhé. Đây, hàng thuốc là răng miệng rất là nhiều. Và đây là kem dưỡng thuốc bắc này. Các bạn có thể thấy này, cái hàng của hệ thống hiện tại vẫn chưa có tem mác, nhưng mà công dụng rất là tốt, để rất nhiều kem dưỡng cho các bạn. Và đây là hàng là mình đang đóng để chuẩn bị ra bưu điện ấy. Khi nhận hàng của mình thì các bạn chắc chắn là cái kiểu đóng của mình sẽ là bên ngoài là dán nó bằng bằng băng giấy vàng nhé, và bên trong thì nó có xốp mút khí để đảm bảo cho các bạn. Đây, người gửi là Nguyễn Thị Huyền. Số điện thoại là 01663811604. Và các bạn yên tâm là trong cái quá trình vận chuyển ấy, thì mình đã gói bằng xốp mút khí rất là to, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ tư vấn thì các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc là Facebook với mình nhé. Và các bạn có thể đăng ký cái kênh YouTube của mình là Huyền Nguyễn Thị ấy. Thì trong cái quá trình các bạn có thể xem một cái video về cách sử dụng thuốc cho da mỏng hoặc da nhạy cảm, hoặc là các bước chăm sóc da trong giai đoạn bong da tái tạo ấy, hoặc là nhiều câu hỏi khác thì mình đã làm video rồi. Và các bạn có thể kích vào cái video đấy để xem các tiêu đề nhé. Nếu mà các bạn còn phân vân hay là thắc mắc thì các bạn có thể inbox cho mình sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Rồi, xin chào các bạn.